trừ đá thì tối hôm qua về thì em mua 2 cục đá thì khoảng 11 giờ bắt đầu em cho micron 4 phút. Thì sau đó là được 5 phút thì bắt đầu là tới 11 giờ 30 thì bắt đầu em mới trường theo phía bên này. Thì nguyên tắc tại vì mọi người mọi lần tối ngủ là em cứ hay em cũng nằm nghiêng bên phải, tại vì cứ nằm nghiêng bên trái cái chỗ tối nó mộng mờ xuống nó toát mồ hôi nó sợ quá, thì em lấy cái gối dài chặn đằng sau này, thì khi chặn cái đêm ngủ say mai lại thấy mặt mình nằm đây. Thì hôm qua đấy 2 cục đá để chặn thì cũng sợ chặn, lấy khăn cột đây thì bắt đầu nằm nghiêng, thì cục 2 cục đá nó nặng rồi đâu có quay được. Thế sáng mai thấy nó vẫn nằm im, mà lúc đó là 5 giờ sáng thì sợ bụng sao bụng mình nó ấm nhẹ quá, thì bắt đầu thấy cái lấy 2 cục đá còn lại còn đã bấm bỏ ra khỏi khăn, thì lại để tiếp hai cái đầu này ngủ tiếp. Mà trời xong nó dậy một cái giống như là mình trong cái giấc mơ gì mà nó nhẹ nhàng thanh thản lắm, kiểu nó không có phải là mình ngủ hay là gì, nhưng mà nó con người nó nhẹ nhàng thoải mái. Mà sờ dưới bên này cái bụng bên này cái mỡ này thì bắt đầu nó mềm nó mỏng hơn, cái bên này thì bụng này nó còn cứng còn bự đó. Thì thành ra cái giấc ngủ của nó sâu lắm, mà nó không có mộng mị không mơ màng, nhưng mà mình làm thấy như là trời xong dậy nó thấy thần tiên, nó giống như mình cảm thấy là giống như mặt trời mọc và chim hót vậy thôi. Còn mọi lần cứ ngủ dậy á, trời sao đầu nó nặng quá, mồ hôi mồ cây nó ra, mà trời ơi giấc mơ xong qua mà nó sợ quá. Có hôm dậy thật là sự là tim nó còn đập, mà vẫn còn dậy khi mà tỉnh dậy còn hốt hoảng luôn nữa. Thấy gì thế mà ôi trời ơi, thấy tụt rồi. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Bà Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại: 0913 590 502, 0936550900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại: 0983792206, 0918133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.